chuyển thành nó ghế. Cái gì vậy? Nó dí hiệu chủ đó. Ôi mất dạy. Ủa kìa mày. Nó kêu I am invisible. Cái ghế hả? Nó kêu cái ghế. Ghế gì? Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay, mình và Vami sẽ chơi Roblox Robio Improved phần 2. Đấy. Thì trong game này là cả hai thằng đều đã trở thành bác học điên nha mọi người. Đó, nhìn cái tóc là thấy điên rồi. Nhìn hai cái đầu là thấy điên rồi, đâu ai mà cột tóc hai bên mà để râu. Còn mà còn như Vami, tóc mà nó biến thành giống như là cái mặt nạ đeo để đi chỗ mọi người. Ủa, nhìn bắt đầu mình nhìn kỹ nè, đó khúc trên là tóc nè, khúc dưới là râu nè, đó quay nón đó các bạn. À tóc gì mà nhìn tụng có gì ba, tính ra tóc tao nhìn còn đẹp hơn mày nữa. À cái tóc này giống như tóc cúp bế á. Và thấy tóc cúp bế rồi thì hôm nay á là trong này á là mình với Bobby á là có mời gọi những cái người tình nguyện viên đó, tình nguyện viên đây để mà vô đây mình sẽ chích những cái con virus mà mình với Bobby mới vừa chế tạo ra và để coi thử coi là nó sẽ biến đổi như thế nào. Nếu như mà thành công á là mình sẽ tìm được cái phương thuốc chữa trị đuổi COVID. Đó, ghê không? Nhưng mà hiện tại nhắc cái COVID á thì Vami nó đã đụng độ COVID sát nhà luôn rồi mọi người ơi. Đúng rồi, đối diện xéo. Buồn lắm các bạn. Buồn lắm các bạn ơi. Sáng sớm ngủ dậy, sáng tinh sương, mở cửa ra cho ánh sáng vào nhà, ánh sáng chưa vào mà cách ly nguyên cái đường hẻm luôn các bạn. Buồn không? Lâu lắm để kể cho nghe. Có thanh niên kia đi làm bị dính dương tính các bạn, do chơi chung với giáo phái truyền tin gì mà à, thì nói chung là cứ biết giáo phái là được rồi. Giáo phái Phục Hưng đó đó, xong rồi nằm mấy hẻm nhà mình luôn, đối diện xéo nhà mình cách mấy căn các bạn, rồi cách ly nguyên cái đường hẻm luôn, hoang mang cực độ luôn, giờ cách ly 21 ngày luôn các bạn. Và bây giờ được giảm cân miễn phí mọi người. Miễn phí á. Ê Bobby, tao mới vừa chích một cái nó biến thành Thanos luôn nè. Bobby chuẩn bị biến thành Thanos luôn nè. À nó biến thành màu khoai môn, khoai tím ba. Đi lấy. À quên, tôi có những cái con premium virus nè, để tôi thử coi. Virus 4 nha, virus 4 là virus gì đây? Virus này virus gì á? Phải nếu như mà may mắn mà tìm ra được virus để chữa để đuổi cái con COVID đó đi thì quá ngon biết mấy nha. Mày đuổi con bên nhà tao giùm cái. Tìm thử coi có ra không ấy chứ. Không. Ủa sao mày nãy giờ vẫn chưa thấy bên mày có cái gì cả? Chích hai cái rồi. Chích tím với lại chích đen. Ừ, nè bên tao đổi màu rồi nè. Ui, nó hiện số 4 lên luôn kìa. Thì nó nhiều khi nó là I'm number 4 ba. Anh I'm number 4 hả? Tự nhiên sao không phải I'm number 1, I'm number 2 đi mà tự nhiên I'm number 4 là sao? 4 đó. Phải xoài bự nữa chứ. Siêu to khổng lồ luôn phải không? À cao vậy là có chích đít được nè. Ừ mày lùng nó mà chết đít được rồi. Rồi. Hay à. Hay lắm. Mày thì đít. Ủa sao có chết vậy? Để đầu luôn. Gà mày đánh rắm á, thịt bay mày lùm. Trời đất ơi. Này thì chết ngay đít. Này. Rồi có biến thành đầu chọc luôn rồi Bao Mi ơi. Đó, giờ chết ngay nách nè, đó. Chạy. Hồi nãy mày nổ sao rồi, giờ có nổ y chang vậy luôn á, đúng không? Của tao là nổ bằng mấy cái icon cười của mày, là nổ hình cái gì á. Ghê vậy. Ủ hồn thì chứ. Xong rồi xong cái gì sẽ ra hết vậy? Nhiều khi nhiều quá hồn. Cái gì vậy? Ủa sao bị biến thành xe lửa vậy? À tao vừa mới vô nó biến cái đùng thành xe lửa không? Ê mở cửa tao vô coi thử. Đây. Ô! Hợp lý ha. Xe lửa luôn. Hay á. Đây. Ủa để xe lửa xong rồi còn chích được không ta? Được. À tao cũng không biết nữa. Ờ, đúng hơn luôn á. Để coi có cái đồng mới mà tôi chưa xài không ta. Spicy hả? Spicy thử coi. Không biết virus spicy nó sẽ cho mình cái gì. Nó ra một con spicy. Đâu phải spicy. Ủa chưa chích được. Rồi. Ồ chích ngay nách được rồi nè. Chích ngay nách luôn. Ê mày cái đưa súng ngay nách, trời ơi mày cục tay cục chân luôn kìa ra. Mày tưởng mày lành lặn hết kìa. Ủa đâu? Mày cục tay cục chân rồi ba. Tao bình thường mà, còn vẫn đủ 4, 2, 2, 2 tay 2 chân mà. Ai con khỉ á mày. Ui mày nó bắt cháy rồi kìa. Chân bên phải rồi. Burning Man luôn ghê. Rồi nó chết ngắt luôn. Chết rồi mà chết. Ủa nha. Ủa à. Ờ đúng rồi nó chết thiệt rồi. Tao lao đi chứ. Con mình nó bị anh dây đen hô xê nhập rồi.
quỷ gà đâu. Bị cục tay chân mà nó không biết các bạn, nhìn các bạn đó, nó cà thọt cà thọt cà thọt. À, nó trụi tóc luôn, hồi nãy mình nhớ nó có tóc. Ủa nó biết nè, cái da nó màu xanh nè các bạn, nó biết thằng Piccolo rồi nè, nó chưa biết thằng zombie là mai cho mày rồi đó, nó biết thằng Piccolo rồi. Piccolo rồi rồi xong, coi mới chích xong một cái phương thuốc đặc biệt mà con cũng chưa biết là phương thuốc gì. Ok, nó bỏ me me lên người, ra coi con của tao chuẩn bị, nó bỏ me me cái mặt mèo của mày lên người kìa. Mặt tao hả? Ừ, me me á. Sao mày biết? Kiếp nó hiện ra kìa, thấy chưa? Từ để coi thử nó hiện ra me me gì. Con bên tao nó vẫn chưa, nó vẫn chiêu kìa mami. Bây giờ nó chiêu rồi kìa. Ủa mày làm gì vậy? Dính lẹo rồi. Uầy, nó đang làm gì mày kìa? Nó đang, cái mặt của nó đang ở đầu của mày kìa. Mở cửa giùm tao. Dính cái đít của tao vô cái đầu nó rồi, lũ hạng mày. Mở cửa. Nó đang hử đít mày á. Mở cửa, vô phụ tao cái. Dính rồi. Ôi chú cha. Người nó luôn rồi, trời ơi, này nó biến hình luôn các bạn ơi. Mày mở cửa ra coi. Mở cửa nè, đó. Rồi mày chích cho nó một cái coi làm gì rồi. Ok, đứng yên đó. Rồi, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao. Dễ gì mày thấy. Mở cửa. Thằng Quý, mở cửa. Để coi nó biến cái gì đó ba. Đó, nó bình tĩnh rồi, nó vẫn chưa bình tĩnh mày ơi. Mày mở cửa đi, coi lấy thuốc, chích tiếp. Mở cửa đi, coi lấy thuốc, chích tiếp. Mày bị cục tay chân rồi, sao mày còn đam mê vậy? Gái đó là tao hai chân này đủ mà bên mày lắc á, đừng có cãi. Da tao biết là màu đen rồi. Đâu đen nào mà đen? Đen hôi rồi. Tao đi nè mẹ. Thấy mày màu da của nó biết là màu đen. Mở cửa, mở cửa, coi vô cái chích tiếp, mở cửa. Tao có sao vô. Thôi mày đứng ở bển mày chơi mình luôn đi. Và và mày bị vật thí nghiệm thử 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 đất ơi, con của tôi. Ủa sao chết vậy? Da tôi bị chìm luôn rồi. Ủa mày đâu rồi? Em thấy cái đầu tao không? Đẩy cho lên đi bạn ơi, một là cho xuống luôn, hai là cho lên luôn nha. Thôi reset đi ba, reset nhân vật đi cho lẹ. Chết phải đi hả? Ừ, con chết rồi đó, mà con chưa thấy nó tác dụng gì đó. Vậy nó xịt máu thôi ba. Ồ, vậy là có khi nào tác dụng lộn, nó không có tác dụng phục. Quay! Nó nổi thành cục cục. Không, cái này là cái hồi nãy, cái này là cái mà cái mà tao mới chích thêm á, chắc là tao nghĩ là virus cái virus corona là đã được đã nghiên cứu thành công cái virus cái thuốc để mà gì tiêu diệt COVID rồi mọi người. Tôi nghĩ là thế, để coi nào, và mình nó sẽ cấy thêm lần nữa nè. Đấy. Đó là con này như con nhân vật mới nha các bạn, mình chích vô, bây giờ mình sẽ vô mình coi, mình hy sinh mình vô mình coi luôn nè. Ừ, nó mà vô nó nổ cái đùng cái là hiểu luôn. Axi. Ôi, nó biến thành Shishiya luôn rồi. Ghê ba. Nè. Thuốc gì? Thuốc corona xích vô nó ra màu Piccolo luôn rồi nè. Ủa gì kỳ vậy? Thấy nó hơi sai sai chứ đúng không? Vậy là hết bệnh hay là còn bệnh? Tao cũng chả biết nữa. Hỏi xoài, không có nghĩ là biến thành, trời nó khổng lồ luôn rồi. Shishiya là ở đâu vậy? Tao lấy random á, tao cũng chả biết đâu. À, bây giờ mình sẽ xem nha. Sparkle nè, Spacey, YouTube. À, có virus YouTube nữa nè. À, virus gì vậy? YouTube. Ê, cái virus, ý, Vami, của mày chỉ có tác dụng phụ là đổi màu da thôi, chứ còn lại là nó vẫn ổn, Vami. Yeah, cái này là tao biến nó thành YouTube nè, nó tao cho làm YouTuber. À, virus gì mà nó còn wow vậy? Đó, virus YouTuber mà, đó, bỏ vô cái, đó, ê, kia kia. À, YouTuber là gì không? Cái con này nè. À, của một flamingo gì? Biết gầu. Who am I? Ai biết? Madrid, Blue. Coi có phải là Bacon hay không? Hoặc là không phải? À, thấy rồi, Thanos 2.0. Ok. Cái đó là Thanos, ừ Thanos 2.0 á, hồi nãy con cũng thử đó mà con không biết nó ra cái gì luôn á. Đây là cho khứa này nó ra cái gì đây? Tự nhiên nó chích vô cái nó cầm nó được cái nó được cái găng tay Thanos, cái nó búng mày bài màu vui lắm luôn á. Đó là găng tay đẹp. Trời, găng tay đúng đẹp luôn. Trời đất ơi, sao gì đá vô cực các bạn. Xanh lá, tím, xanh dương, đỏ, cam, vàng. Ghê không. Đây, vô đây cho rờ thử nè. Vô, mở cửa đi. Mở cửa. Rồi đó. Ghê. Ở chết thêm nữa. Trời ơi, chổng luôn ba. Chết thêm cái vú bên kia nữa kìa.
á, chết xéo nữa chứ. Rồi. Ê, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa đi. Hai kìa. Chào mày kìa, nó chào mày kìa, nó chào mày kìa. Ba dòng này nguy hiểm lắm nè, con né ra đường dạ, nè. Nó chào mày kìa. Tại sao mày lại lại làm điều này với tao? Nó tại anh tự nguyện mà. À, nó A rồi, nó A rồi kìa, nó A rồi kìa. A đem lần nữa kìa. B mày chát nó, B. B. Và B mày qua đây, mày mở cái cửa giùm tao cái coi. B, đợi tao B nè. B gì nó A xong đi có H là nó sai chính tả rồi. À A tới H hả? Ờ nó cái bụng. À mới thấy, còn thấy. Thuốc của mày mà phải ngó chứ ba. Ra lấy thêm đi mày. Mở cửa. Ơi nó đổi cục gì kìa. Thêm đó. Ba Bi nó nổi cục gì kìa. Nó có nổi chưa? Chưa, nó nổi, nó nổi cục mụn màu xanh lá cây gớm lắm. Cái gì ghê vậy? Ừ. Ây da, giờ nhiều quá con không biết lấy cái nào hết mọi người. Ceiling gold, bacon hair. Úp. Cười nè, à mặt cười nè, ok. Lấy cái cười này thử coi. Biết cười này xài chưa nè. Đó, thấy chưa? Rồi, nó di chuyển. Đó, nó nổi điên rồi đó. Mày chích nhiều quá, nó nổi điên rồi đó. Đó, nó giật rồi đó. Đó, nó giật rồi nè. Rob nó lại. Nó chưa di chuyển mà, nó té. Rồi, nó nằm luôn rồi, nó chết rồi. Đâu? Ôi, Bobby bên tao nó biến thành cảnh sát màu hồng luôn nè. Vãi nồi, biến thành cảnh sát BD chứ. À, kìa, tôi biết cái chân mày đâu rồi kìa. Ở đâu? Tại tao chỉ chân mày kẹt ngay cửa nè. Đã nói là cao rồi, chân tao vẫn còn nằm ở đây mà sao cái chân còn kẹt cửa được ba, còn lao. Cái chân như là cái tay của Kea nằm ngay cửa. Vậy là lắc rồi. Cái chân như Kea mở cửa ra nằm ngay cửa ra các bạn. Bên mày lắc rồi. Lắc con khỉ á, mày đi mất cái tay cái chân tiểu lâm nhớ sao. Rồi để coi nó sẽ biến thành cái gì nữa đây. Nó mới vừa biến thành cảnh sát màu hồng nha mọi người. Rồi cho mày nó mọc cái cánh. Nó chết luôn rồi. Nó biến tí hòn chứ chết gì ba. Rồi bây giờ để xem bây giờ thằng mình với Kia sẽ tụ lại là hai đứa sẽ chích cho một con. À ok được. Để chui vô một chuồng và chích cho một con và xem hiện tượng gì nó sẽ xảy ra các bạn ha. Rồi vô nè. Vô mở chuồng. Con mới hoàn toàn nha, con này con mới hoàn toàn nha. Thanh niên quèo quạnh. Mà chích sao để tới chích trước cho. Một. Trời đất ơi tội thằng nhỏ không chứ. Đứng yên đi, coi thử coi nó có ảnh hưởng gì không. Chứ ba cái dòng này coi cũng thấy quải quải lắm luôn á. À. Cười mà nó a cơ mày. Ê, cái khuôn mặt nó biến thành bốn con mắt, hai cái miệng luôn nè. Ờ, hai cái miệng trên, cái miệng dưới cầm. Lấy thêm thuốc. Lấy thôi. Ủa hai thuốc mà sao có một loại ta có loại icon. Đó. Xoài nổ luôn rồi. Vậy là thuốc thằng nào vậy? Biết nữa chắc thuốc mày. Đây, vô, rồi, lại thêm lần nữa nè. Màu xanh nè, có thuốc màu xanh nè. Rồi ok, xanh tím là ra màu gì ta? Xanh tím ra màu đen. Cưới bê. Rồi vô. Ê. Đó, chích mỗi đường tay. Rồi, vô. Come on, ấm bà là, con của ta hay biến hình. Cái gì vậy? Nó là hả? Trời má nó đang hát hay gì vậy? Không, lần này nó có chữ U kìa. Mất cánh tay rồi. Rồi, nó bóng rồi, mất cái tay, nó bóng rồi. Chết rồi, toan rồi. Nó nổi cục xanh cục vàng nữa hả? Rồi, rớt cái tay nữa rồi. Gì ghê vậy? Ôm nó cánh ra, ôm nó cả đi, mày làm mày ôm nó cả đi. Đẩy đi chỗ khác đi. Đó, đi được. Chạy đi, lấy thuốc tiếp. Lấy thuốc tiếp. Vô chích tiếp nha. Một kiếm. Màu xanh lợt. Xanh lợt, ok. Xanh lá mà lợt nhách nhưng mà không có màu vậy. Ủa, sao có rớt đó rồi mà không thấy ta? Ok, rớt rồi nè, vô. Trời, nó nhầu dữ vậy trời. Ok, con chết rồi đó. Yeah. Lùi. Đợi xíu nha. Nó không có tay rồi. Ê dạ, rồi. Rồi, nó biến thành Piccolo.
Để coi thử nó biến kíp thành gì đây. Con nghe cái mùi này nó nổ nè, con nghe cái mùi này nó nổ nè. Cấm đẩy. Rồi biến thành cái ghế. Cái gì vậy? Nó dí vào chủ đó. Ê, mất dạy. Cửa. Chắc kìa mày. Nó kêu I am invisible. Cái ghế nè, nó kêu nó là cái ghế. Ghế gì? Ai hả nón luôn kìa. Nó bọc ra cánh tay của thằng đó rồi, mà bị chết rồi. Nó búng tay tôi rồi. Và bị bay màu. Thuốc kìa. Ê Bobby, nó chưa chết Bobby, vô chích hết ký Bobby. Nó mới giết tao xong á, hãy đợi đấy, giờ chích mông nó. Để coi vô, đây coi có màu đỏ nè, mày có màu gì? Tao sẽ lấy màu xanh dương. Drop nó lại, đấy, rồi vô nè, vô. Mày nãy ghế dám bắt tao còn, cửa em bạn ơi. Rồi vô, ủa quên. Rồi vô đi, vô. Thấy bà nè con. Nữa chơi dơ nữa. Quên, phải thả drop xuống chứ mọi người. Ủa nó bự hơn bình thường rồi kìa, đúng không, nó bự hơn đúng không? Ui da. Ủa mày có chết không vậy? Nó ui da, nó đứng ngoài mà nó ui da tức không? Nè, có chết sau lưng mày nè. Bả đằng ai sừng luôn. Tục chết được. Rồi ok, dừng clip luôn. Bó tay luôn á, hai thằng công nhận hai thằng mà tụ vô làm một con á, nó tục bà cố luôn. Còn mình vẫn còn làm xe lửa nè, bây giờ mình với Ga sẽ qua lái xe lửa về nha các bạn. Đó, các bạn thích video này nhớ, thích cái thử nghiệm này thì nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share cho channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.